Anh em nào muốn chén một con Omni Sansui 607X đẹp cứng cựa luôn anh em nhá. Đẹp cứng cựa luôn. Giá 6 triệu đồng vừa về. Nói chung dòng Sansui đợt này với dòng Piller thì cửa hàng là hai sản phẩm chủ lực cửa hàng hay bán đợt này. Cũng có nhiều hãng khác nhưng mà tiện hay quay những cái dòng này. Những dòng dễ chơi cũng như là đẹp hình thức. Giá 6 triệu đồng tại cửa hàng Sansui 607X anh em nhá. Con này vừa về hôm nay, quay lên clip luôn. Đây mặt sau này, đẹp cứng cựa luôn. Dòng này thì 8 sò than, 2 tụ lọc và 1 nguồn. Đây là keo nha anh em nhá. Này, keo nha. Keo người ta khô, đấy, keo. Những cái dòng Sansui thì hoặc là dòng filler thì nó cứ hay bôi cái keo này, đấy. Đấy. Nó khô thì nó chóc cái keo ra, đây. Nó chóc rồi. Còn nó rất đẹp đấy anh em nha. Trở kháng từ 416, cầu loa AB 230W điện 100V. Đánh những đôi bát 30, 35 không phải nghĩ luôn. Kể cả loa cổ bát 40 anh em nha. Anh em chơi con này siêu tầm, chơi hai hồi gỗ cực đẹp luôn. Bóng loáng. Hàng đẹp cửa hàng sẽ kêu ngay là đẹp anh em nha. Dòng Sansui 607X này nó là huyền thoại của hãng Sansui luôn. Trong tầm tiền, hay, đẹp, chất lượng. Nó đẹp ở đây là nó có hai hồi gỗ sơn bóng piano. Và kích cỡ nó cũng rất là to. Bề ngang là 47, chiều sâu là tận 43 thì phải. Còn chiều cao tầm 16 anh em nha. Giá tại cửa hàng là 6 triệu cho một con đẹp cứng cựa như này.